quá thơm luôn, màu sắc đẹp ghê. Bây giờ mình nấu lửa lớn cho nước nó cạn lại, các bạn nêm nếm theo khẩu vị gia đình. Món sườn ra mặn có vị còn ngọt, rất ngon để đổi vị cho bữa cơm gia đình. Đây là một món ngon để đãi tiệc, thay đổi khẩu vị cho gia đình rất nhanh, dễ. Làm ở nhà ăn thoải mái luôn. Sườn đông lạnh cũng không có sợ. Sườn đông lạnh mình sơ chế kiểu này, sườn rất là thơm. Ít hành lá. Tuyệt vời. Có 700g sườn heo. Rồi, cắt thành miếng. Một muỗng cà phê muối, một muỗng canh rùa trắng, sơ chế sườn cho nó sạch, nó thơm. Rồi trộn đều, cố gắng sơ chế sườn nó sạch, nó thơm thì món ăn của mình nó ngon. Sườn đông lạnh cũng không có sợ. Sườn đông lạnh mình sơ chế kiểu này, sườn cũng rất là thơm. Rồi cho nước sôi vô. Ngâm 5 phút, sau đó rửa lại để cho nó khô ráo. Cho 3 muỗng canh dầu ăn. Cho sườn heo vô. Mình xào cho sườn heo nó săn lại, cho sườn heo nó hơi vàng. Giờ sườn nó hơi vàng. Cho 2 muỗng canh đường thốt nốt. Nấu cho đường lên màu caramel. Rồi màu caramel đã có. Giờ cho tỏi vô. Dùng 30g tỏi. Giờ đảo đều. Sườn nóng lên rất đẹp. Cho 2 muỗng canh nước tương. 200ml nước. 1 muỗng cà phê muối. Bây giờ mình nấu 20 phút cho sườn nó mềm.
một ít đầu hành cắt khúc. Cắt nhỏ. Wow, quá thơm luôn, màu sắc đẹp ghê. Giờ mình nấu lửa lớn cho nước nó cạn lại. Các bạn nêm nếm theo khẩu vị gia đình. Món sườn ram mặn có vị còn ngọt, rất ngon để đổi vị cho bữa cơm gia đình. Anh chị và các bạn thấy video này hay, nhớ like, share, subscribe, đăng ký kênh ủng hộ mình ha. Rất là ngon, nhìn đẹp mắt ha. Rồi bây giờ mình cho đầu hành vô, trộn đều khoảng 1 phút. Đây là một món ngon để đãi tiệc, thay đổi khẩu vị cho gia đình. Rất nhanh, rẻ, làm ở nhà ăn thoải mái luôn. Ít hành lá. Tuyệt vời. Sure.